Xin chào, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn tách cột họ và tên trong danh sách. Tôi thấy rất nhiều các đồng chí khi mà lập danh sách học sinh cũng như một cái danh sách nào đó thì các đồng chí hầu như là không tách cột họ tên. Có lẽ bởi lẽ chúng ta gõ khi mà chúng ta tạo ra các cái cột họ tên, chúng ta gõ xong cho chúng ta lại chuyển cột thì rất là khó. Nên các đồng chí hầu như là gõ danh sách như này, phải nhỉ? Tức là nhìn nó rất là rối mắt, trông nó không được rõ ràng trong cái danh sách như này. Thì với khi chúng ta đã gõ bình thường được cái danh sách như này rồi thì giờ ta sẽ dùng cái công cụ tiện ích tiếng Việt mà tôi đã tạo để chúng ta tách. Công việc của chúng ta rất đơn giản, phải nhỉ? Chúng ta bôi đen cái cột đó. Sau đó chúng ta vào tiện ích tiếng Việt. Ở trong cái cột tiện ích tiếng Việt này nó sẽ có rất nhiều, nào là tạo chữ in hoa, chữ thường hay chuyển đổi in Unicode. Thì tôi đã hướng dẫn rồi, hoặc tính tổng, sắp xếp thứ tự. Nhưng mà đây tôi chỉ hướng dẫn các đồng chí là tách cái cột họ tên thôi. Chúng ta chọn vào cái mục tách cột họ tên. Thì một cái bảng như thế này, chúng ta chỉ việc nhấn vào nút thực hiện. Tức là ở đây là các đồng chí để ý là ta sẽ tách phần cuối, tức là trong cái danh sách họ tên của chúng ta này thì có phải là đầu, ví dụ đây là cái tên đầu tiên là gì, ví dụ Trần Thị Ngọc Anh chẳng hạn, thì tức là nó có 4 tiếng, thì ta sẽ tách cái tiếng cuối cùng chữ Anh ra thành một cột khác. Tóm lại tất cả những cái cột cuối cùng, tức là cái tiếng cuối cùng là thành ra sang một cái cột riêng, thì ta để đây là tách. Tóm lại mục đầu tiên chúng ta chỉ việc nhấn thực hiện. Đấy, phần mềm đã tách cho chúng ta thành một cái cột riêng, đó chính là cột cột tên. Nó đã ra ra như này rồi đúng không? Thế giờ phần còn lại là ta lại tách. Lúc nãy ta tách phần cuối, bây giờ ta tách phần đầu. Ví dụ như là Trần Thị Ngọc Anh thì giờ ta tách tách Anh. Rồi bây giờ ta tách Trần. Có nghĩa là tất cả những cái từ đứng đầu này ta sẽ tách ra. Tóm lại là ta tách thành 3 cột họ và tên. Còn đệm ta để ở cột giữa. Bây giờ ta cũng bôi đen phần tiếp theo. Chọn tách cột họ tên. Bây giờ ta chỉnh cái chỗ này đi một tí. Đây là ta tách phần cuối, bây giờ ta tách phần gì? Phần đầu. Thế thôi. Sau đó ta nhấn nút thực hiện. Đấy, và đã được cái phần thành 3 cột họ riêng, tên riêng. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc căn chỉnh sao cho nó thành cái danh sách. Rồi từ cái danh sách này chúng ta copy sang bên Excel nó cũng dễ. Ví dụ như chúng ta muốn copy cột họ, một cái cột tên tên trước hoặc họ trước cũng được, sang với Excel thì mỗi cột này ta dán vào một cái, ta chọn copy, ta mở một cái Excel lên. Ở đây ví dụ như tôi sẽ mở một cái Excel này lên chẳng hạn, thì ở trong cái phần Excel này thì tôi sẽ dán vào cột họ, tôi sẽ dán vào cột thứ nhất ví dụ thế. Ta bôi đen. Ở bên kia nó có số thứ tự là 36 thì đây ta cũng chọn bôi đen đến 36, ta chọn chọn paste vào nhỉ. Đấy, và ta đã được cái cột họ đúng không? Tương tự thế cột tên. Tên đệm. Ta cũng bôi đen. Sang đây ta cũng bôi đen đến 36 đúng không nhỉ? Chọn paste. Bên đây ta cũng bôi đen. Copy. Chọn paste. Đấy, vậy ta đã được rõ là 3 cột đúng không nhỉ? Thì sang bên đây nó cái định dạng của nó có biến đổi một tí, thì ta sẽ
tức là ta nó sẽ không còn cái nguyên bản như ban đầu nữa, tức là nó bị các cái hàng của ta nó bị mất cái. Bây giờ ta sẽ chỉnh nó lại đúng nhỉ? Cái phần ta có thể bôi lên để ta lấy lại cái cho nó giống với cái bản ban đầu của ta. Ta vào format cell và border, ví dụ hàng ngang của ta là nét đứt thì ta chọn nét đứt, cột dọc của chúng ta nó là cột đứng của ta là không đúng nhỉ. Rồi ok, đấy ta đã trở lại cái trạng thái ban đầu. Vậy ta được cái tách cột ba cột là nó rất là đơn giản đúng không nhỉ. Đây là bên Word, còn bên Excel chúng ta cũng làm như thế. Giả dụ như ở đây tôi có một cái danh sách làm bên Excel, bên Excel cái danh sách này nó cũng không được cũng không được tách cột đúng nhỉ, thì ta cũng bôi đen bình thường như thế, bôi đen cột. Chúng ta cũng vào tiện ích tiếng Việt cũng chọn tách, chọn vào tách. Đấy, nó tách cho chúng ta cái phần đã ra cột họ tên. Tương tự thế ta bôi đen cái phần. Còn lại. Tiếp tục. Đấy, và ta đã được ra ba cột đúng nhỉ? Họ, tên, đệm. Ở đây ta tách theo thứ tự từ các ký tự cuối. Đầu tiên ta tách ký tự cuối thì ta được tên. Sau đó ta lại tách ký tự cuối thì ta được đệm. Còn lại là họ. Họ thì ta có thể để chung cái phần, ví dụ Trần Thị ta vẫn để ở bên đây, Ngọc Anh. Thì cái tên nào có bốn tên, bốn chữ, bốn chữ thì cái phần đầu ta có thể để hai. Ví dụ Trần Thị vào một cột, Thanh vào một cột và Trúc vào một cột. Tương tự thế. Rồi. Ngoài ra các cái tiện ích khác nữa, cái phần bên Excel, cái phần bên tiện ích tôi đã có rất là nhiều bài hướng dẫn rồi, đúng không? Các đồng chí tự nghiên cứu. Rồi, chúc các đồng chí thành công.